Vì thế tôi tặng bà này. Trời, cảm ơn nha. Tôi có một câu hỏi, tôi hỏi bà bây giờ được không? Hỏi đi. Bà có tiền không? Có, chi vậy? Mượn tiền hả? Vậy thì có thể mua trái tim Winner được không? Ông bị điên hả? Không phải Thi có cảm tình với Nơ à? Bị điên à? Tôi có cảm tình với ông rồi nào? Kể từ đây trở về sau, tôi với ông không còn là bạn nữa. Chả ông đó, điên. Thi! Trời ơi! Làm xong bài chưa cô gái? Có làm được bài nào đâu mà xong. Nãy em nói em hiểu rồi mà. Thì hiểu mà hiểu chích liền. Em bất lực với em quá à. À, sẵn tiện có đàn đây nè, hát cho em nghe đi. Thì tinh thần của em sẽ được vực lên và nãy em sẽ thông suốt trở lại. Trời ơi, tưởng gì. Chiều Phương cô nương đó nha, may mà anh thích đàn á. Chưa có một ai biết được tình yêu thế nào, chẳng có một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi ta love on love with you, yeah, ta chỉ cần mong được từng phút bên nhau. Rồi chỉ còn nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba, baby you are mine, baby you are mine, yeah. Vì trái tim này đã trao anh từng giây phút, mình trông thấy nhau, baby you are mine. Trời ơi, just... Phương. Gì vậy má? Đi qua đây, nhanh lên. Mới làm gì hát lớn vậy, giật mình nè. Nhanh lên. Bà mà không hát lớn lên là nó tiếp tục nó dê con làm sao. Trời ơi. Chú, sao lại dê hả? Con về em chỉ đang hát thôi mà. Còn chối nữa hả? Tôi vừa mới tận mắt nhìn thấy rõ ràng hai người còn tình tứ tay chân gác lên với nhau. Trời ơi, tôi mà vô không kịp có chuyện gì xảy ra nữa đây. Trời đất ơi. Bà hiểu lầm rồi, tụi con chỉ là đang hát hò thôi, xong rồi tiện thể minh họa thôi mà. Minh họa cái gì? Con thì ba tin là con có tinh thần âm nhạc. Còn cậu này hả? Ba không có tin đâu. Suốt ngày chỉ rỗi đi thả thính con gái nhà lành người ta. Chắc là hiểu nhầm với tôi chú ạ. Chứ bọn con vừa hát vừa diễn thôi mà. Diễn sâu một chút thôi chứ. Cả là con gái chú như vậy thì ai yêu à? Trời đất ơi, ý cậu nói là con gái tôi xấu chứ gì? Con gái tôi xấu chỗ nào trời, nó xấu chỗ nào? Nó đẹp mà. Thật ra là con chỉ lỡ miệng thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Bọn con trong sáng mà chú. Đúng rồi, nay ba bị sao á, làm mất hứng à. Trời ơi, con còn nói mất hứng nữa hả? Hứng làm bài tập. Con yên tâm đi, về tới nhà là con có hứng đi học lại liền à. Bây giờ không có nói nhiều nữa, gom tập vở đi về. Nhảy lên. Tôi mà nói gì đâu mà sao. Con nói gì đó, con làm bèm cái gì đó hả? Bây giờ muốn đàn hát đúng không? Muốn đàn hát đúng không? Cậu đàn đi, tôi hát cho nghe. Tôi hát nghe coi hoảng sợ chơi nè. Ôi, tôi bị lớn suốt ngày đi tán gái, ghẹo gái không à. Nhanh lên. Xin lỗi nha. Sao con chưa chịu về nữa con? Nhanh lên. Bây giờ không đi, tôi lấy cái đàn, tôi đập vỡ cái đàn bây giờ à. Đi nè. Binh. Sao mà em làm cái gì mà cứ lên la lên lút như kiểu trốn nợ vậy? Không phải trốn nợ, trốn ba em đó. Ba em đâu có cho qua gặp anh để học bài đâu. Ủa, lại nữa à? Anh tưởng là bữa đó em nói là ba em bị sảng cơ mà. Thì kiểu ba em già cả rồi, xong rồi suy nghĩ linh ta linh tinh đó mà. Thôi em đừng để ý. Thì anh không để ý gì nhiều, nhưng mà anh nghĩ là ba em rất là lo lắng cho em, nên là mới suy nghĩ linh tinh đấy. Ừ,
coi bộ cũng hiểu chuyện quá ha. Thôi học bài đi. Ê, không thể để đầu tóc này mà học bài được. Trời ơi, sao mà nhiều lá thế này. Trời ơi, anh xem nào. Trời ơi. Thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa bắt cháy với nhau hả? Đâu có, ngày nào con cũng tắm gội làm gì có cháy mà bác. Ba, con lấy lá me hộ em mà. Lá me hả? Chắc cháu phải tự rắc lên đầu thì nó mới nhiều như thế này. Rồi lại nhờ bàn tay vàng ngọc của thằng Thành, con trai bác, gỡ dùng. Chắc là cháu có ý gì với nó đúng không? Ba. Ý gì là ý gì? Thì ý đó đó. Thôi, cháu đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Mà cháu có ngây thơ thật đi chăng nữa thì bác cũng không bao giờ đồng ý cho cháu với thằng Thành là tới với nhau đâu. Cái gì? Bác. Ông anh gì mới nói gì? Con gái, qua đây. Qua đây đứng. Nhanh lên. Ông anh gì mới nói gì? Ông anh vừa mới từ chối tình cảm của con gái tôi hả? Nè, làm gì có cái chuyện ngược đời vậy? Từ xưa tới bây giờ chỉ có đàn gái mới được quyền từ chối tình cảm cũng như là tất cả mọi thứ của đàn trai thôi. Làm gì có cái chuyện ngược lại vậy? Nè, ở đâu ông trồi ra cái luật đấy vậy? Ông anh có bao giờ nghe cái câu là phép vua thua lệ làng chưa? Cái luật này nó có từ lâu lắm rồi, từ xa xưa lần kìa. Còn con trai của ông mới có tí tuổi đầu bị ra lăng nhăng thả thính rắc thính tùm lum hết từ trong nhà ra tới đầu ngõ. Cái kiểu đó hả, thà tôi để con gái tôi ế còn hơn. Ông biết cái gì? Hằng ngày con gái ông vẫn đến đây tìm con trai tôi nhá. Tìm con trai ông? Bây giờ con gái trả lời cho bên kia nghe coi có không con. Không đúng không? Có ba. Nhưng mà stop đó. Bác chỉ cần nghe đến đó thôi. Ông thấy chưa? Ai đang cua ai? Thì tại vì con trai của ông nó thả thính, con gái tôi nó dính cái thính độc của con trai ông. Bây giờ tôi làm cha con bé, tôi phải khử cái thính độc này. Nghe chưa? Còn ông á, ông về em coi lại con trai của ông đi. Con gái, theo ba đi về. Trước khi về, ngẩng cái mặt lên. Mình đẹp mà, mình có quyền chảnh con. Đi. Chào chú. Ba anh Thành. Ba làm gì kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Ba là đúng nhưng không có sai nhá. Tí tuổi đầu yêu với đương. Đi vào.